Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chimney Yamaha, model là DSP-i2. Đây là một dòng âm ly khủng long của hãng Yamaha với công suất lên tới là 360W, trọng lượng cực khủng là 22kg, made in Japan, và cái size của nó rất là to nha anh em. Chiều ngang là 449mm nha, có thiết kế hai mã nhôm nên size của nó to hơn rất là nhiều những cái dòng âm ly thông thường. Những cái dòng âm ly thường thì nó chỉ ngang là tầm là 430, và chiều cao của nó lên tới là 191 nha. Dòng âm ly thường thì nó là 170 và chiều sâu là 468mm. Dòng này thì nó được thiết kế rất là cao cấp nha anh em, sử dụng toàn bộ là linh kiện tiêu chuẩn và đã được hãng đầu tư rất là kỹ lưỡng nha. Mặt phay nhôm màu bằng chanh rất là đẹp nha, núm volume cũng được thiết kế là bằng kim loại, chất âm cực kỳ hay nha. Ở bên trong nắp cấp này thì nó sẽ thiết kế những cái chức năng điều chỉnh như là chỉnh bass chép nè, bằng cơ luôn, như là những cái dòng âm ly stereo, và sẽ hỗ trợ kết nối cảm quan, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube, Smart TV, và sẽ hỗ trợ rất là nhiều chế độ nghe nhạc và xem phim. Và đây anh em sẽ thấy là chế độ là 8 CH stereo, thì với chế độ này anh em có thể nghe nhạc bằng 8 kênh loa khá là hay, để chúng ta không lãng phí một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Về công suất âm thanh của nó là ở loa 6 ohm lên tới là 165W và nhân điều cho 6 kênh loa và hai loa hiệu ứng là 40W nha, tổng cộng là 8 kênh. Và bên trong chiếc đi i-Tai này thì nó sử dụng một cái máy biến áp cực lớn luôn nha, lên tới là 9kg, hai tụ lọc nguồn cực khủng Nichicom là 22.000mAh. Và đặc biệt là ở dòng Yamaha DSP-i2 thì nó sử dụng bộ dàn mã DAC bên rau nha, sử dụng là 3 con cho 3 kênh chủ lực, bên rau 1704 luôn, thì giá trị một con bên rau 1704 này trên 1 triệu đồng nha. Riêng cái phần dàn mã DAC thì cũng rất là đáng đồng tiền nha anh em. Bên rau là một trong những chip dàn mã DAC cao cấp và đã được anh em audio đánh giá rất là cao về cái chất âm của nó nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test chất âm của chimney Yamaha i2 với cái cổng vào đầu tiên, đó là cổng DVD nha. Cổng DVD là cổng quang nha anh em. Rồi cổng CD là cổng analog. Gió lại gần về nhà đồng, hát âu âu ở nhớ nhau. Chim chiều lẻ đàn ngoài sân, em còn mong đợi người nhớ. Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau. Ánh trăng còn soi mái đầu, nhớ ai buồn. Hai loa phong nghe nha và loa rear. Rear center. Center rear. Loa phong, loa hiệu ứng. Như vậy là hoạt động ok ở chế độ là 8 loa stereo, rất là hay nha anh em. Đây là cổng quang số 5 nha, cổng DVD. Em lấy tín hiệu từ Smart TV xuống nha. Và cổng CD là cổng analog. Đây là cái khu vực real và main in nha anh em. Đặc biệt là đối với cái dòng Yamaha DSP-i2 này thì nó sẽ có luôn cái chức năng là main out và main in. Thì tức là ta có thể sử dụng chiếc âm ly này làm hai chức năng, một chức năng để làm giả mã DAC rề, và sau đó nó sẽ xuất ra một cái hệ audio khác để xử lý. Sau khi xử lý xong thì nó sẽ đưa vào ngược lại chức năng làm main in. Đối với những cái dòng âm ly thế hệ cũ thì bắt buộc chúng ta phải có một cái cầu nối chữ U giữa cái rè và main thì nó mới hoạt động hát nha anh em. Còn đối với chiếc âm ly Yamaha DSP này thì nó đã có tín hiệu tự động nha. Ta không cần kết nối cầu thì máy vẫn hoạt động bình thường nha. Đây rè out và main. Đây là cái cổng main out thì ta sẽ xuất sang để làm giả mã DAC rè out nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái chức năng để làm main out luôn. Rồi em sẽ test làm thanh nha. Rồi hoạt động ok nha. Rồi anh em sử dụng để làm chức năng giải mã DAC xịn sò luôn, với cái chức năng RA và main in.
và subwoofer được kết nối vào cổng subwoofer ở trên đây nha. Yamaha DSP-i2 điện áp 100V và công suất của nó là 360W made in Japan nha. Size to khủng 22kg nha. Mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh nha. Rồi vài cái vết nhẹ ở phía trên này nha, còn lại là tổng thể là đẹp. Thiết kế hai cái máng nhôm nha nè, nhìn sao rất là to ngầu. Và máy về thì nó sẽ kèm theo một cái khiển phụ kiện của Yamaha chỉnh full các chức năng của máy luôn nha. Đó là nội thất cực khủng của chiếc Yamaha DSP-i2 nha em, khủng long luôn. Biến thế nguồn rất là to, trọng lượng của nó lên tới là 9kg. Hai tổ lọc nguồn Nichicon dung lượng là 22.000 microfarad. Dòng này thì nó sẽ đánh làm 12 sao thang lớn và 4 sao thang nhỏ nha. Đây là phần giải mã DAC được lắp đặt trong một cái hộp chống nhiễu nha em, sử dụng ba con chip DAC Panda 1704. Toàn bộ sắt cắm được mạ vàng hết luôn nha. Dòng thiết kế rất là tiêu chuẩn nha. Tủ xử lý, tủ cao cấp luôn. Khung sườn máy sạch sẽ sáng màu, cấu hình khủng long 22kg, hoạt động ok mọi chức năng luôn nha em. Với chiếc Yamaha DSP-i2 mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh, công suất 360W made in Japan, trọng lượng cực khủng lên tới là 22kg, hỗ trợ kết nối cộng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV cộng analog, chơi nhạc từ đồ đĩa. Và đặc biệt là với chức năng RA và Main In thì anh em có thể phối ghép. Chiếc pin này sử dụng làm hai chức năng để làm giải mã DAC RA và chức năng để làm Main In rất là hay. Và với chức năng làm giải mã DAC cực kỳ tốt bởi vì nó sử dụng chip giải mã DAC Panda 1704 nha. Đây là một trong những chip giải mã DAC cao cấp rất là đáng sở hữu và sưu tầm. Với chiếc này Yamaha DSP-i2 xịn sò thì em sẽ bán với giá là 4.400.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.